ghê ta, chồng lại nữa. Này là chồng mới về, mới gì? Củ tỏi. Gì? Củ tỏi. Củ tỏi hả? Đặt vô quay ra. Vậy. Mà nhát lên chụp con á. Dữ dằn vậy. Có gì thì ghê vậy. Tại vì con bẻ này cho ông tỏi nên nó thành con nước dây để từ từ vậy đó. Dạ, là có đó này củ tỏi này cả nhà. Đây cô đam chậu mà em qua quay không kịp. Tại vì con bé vậy bé như em được. Không khỏi. Nên mấy cây nó phải luôn. Nãy thì mới vừa bán được xong. Bán thì toàn là gỗ mới không à. Trả lại toàn là gỗ cũ không à. Hôm nay chú bà thấy trong người yếu rồi sao, thấy gút gút gì nè. Nói chung là em cũng mới vừa hết bệnh luôn á. Kiểu như mà không phải là hết, kiểu như là nó còn hơi hơi. Tại uống thuốc, có thuốc uống gì chưa bạn? Uống thuốc gì không? Uống hoài mà không hết hả? Cái gì? Giờ này cũng 7 giờ rồi. Trời cũng tối vậy. Dạ đúng như thùng vậy đi. Như thùng mà đi tầm đèo đang kéo cá. Giờ này thì khi lấy cào thì anh em phải kéo cá lên như thế này. Ghê trời, có kéo đâu vậy trời. Có đầu. Đến đục cá luôn cả nhà. Cái đục cá này bự không nữa. Cô Nam thì nó đi chơi chơi vậy chứ. Bà Nam chạy lấy dây con. Lấy dây neo á. Dạ. Chưa chịu lên được rồi. Còn lấy ngoài cái này đây, ngoài xét xét vô. Cái này dắt nhập viện luôn rồi.
Ờ, cái này chắc đứng không được luôn chứ ba. Gì độc không? Cái đầu mày cái con đâm cái gì? Nó bóc một cái gì đâm? Gì đó? Tối rồi mà, ít mực hơn sáng rồi vậy. Ít mực hơn sáng rồi. Sáng rồi. Anh nhảy lên cho đi. Ấy. Nè. Rồi. Lẹ được chưa? Lẹ luôn. Cá hôm nay nha nha. Ở đây con cái ngô sao biển, chắc bắt thả đi đi. Ồ, ngô sao khá là nặng luôn nha. Để tại cái chân không chú ba? Cái chân nè. Giọng là nó cắn chết luôn. Cái này chiên ăn tới luôn á. Lấy bỏ chú ba, bắt chiên ăn. Mình này muốn ăn ngon chú ba làm gì đâu. Mình lóc xương á, mình ăn mới ngon. Lóc xương chiên ăn mới ngon. Trời. Hôm cá hôm nay ít mực. Đây được ít ghẹ nè. Ghẹ cá nhám tôi mua đi còn sống mình gọng mình bán. Thả đi. Cho về biển đi. Thả đi. Phóng sinh. Bưu xẻ lên đây. Bưu xẻ như này đi. Ở dưới coi có mực không? Đó đi rồi. Để đỏ nè. Mở luôn.
Vậy dọn chỗ xả bao đi. Thôi được rồi. Đổ lên. Rồi, bọc ra.
một một á. Cái phần luôn cả nhà. Rồi chị cắt những cái phần lên dạ đây đi. Chưa nước đá vô rồi. Thank you.
cá trịnh ăn được, mấy cá kia thì nó chơi, cá trịnh thì ăn được. Cứ ăn được, mới là chơi. Cái gì? Mày ra làm đó, mày Mỹ cho người ta. Còn mày còn miếng chạy. Ăn rồi nó chạy. Mày biến rồi sao nó mày ăn được. Người ta có thay gói đó. Nó hôm qua bắt cơm nó xuống nó mày ăn. Còn là mấy gói? Đó, 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 đó,